Xin chào và trở lại chương trình của DLV News, chương trình được premiering trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng và 5 giờ chiều. Chương trình 5 giờ chiều chúng ta sẽ có nửa tiếng với nhau những bản tin hoàn toàn mới. Chương trình buổi sáng chúng ta có 7 giờ sáng là 1 tiếng đồng hồ, 30 phút đầu tiên là tin mới và 30 phút đầu cuối cùng là tin cũ. Chương trình upload chương trình buổi sáng 1 tiếng đồng hồ là bởi vì mong vì thông cảm là những số sự kiểm duyệt của YouTube, nhưng mà thật sự 1 tiếng đồng hồ là những bản tin rất là đặc biệt bởi vì có thể là chưa từng xem. Generally là tin hoàn toàn mới. Đó là bản tin đầu tiên, tin tiêu điểm. Thống đốc Georgia ký thành luật nhằm kỷ luật các biện lý bất hảo trong bối cảnh tranh cãi về bà Fannie Willis. Bà Fannie Willis chính thức thoát tội và tiếp tục truy tố dự án của ông Trump sau sự kiện lùm xùm sự tham nhũng trắng trợn của hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Thống đốc Georgia Brian Kemp đã ký một dự luật thành luật, trong đó sẽ coi phục một ủy ban giám sát có thể kỷ luật và loại bỏ các biện lý thiếu đạo đức nghề nghiệp của quận, có khả năng nhắm vào hành vi cáo buộc hành vi sai trái của biện lý quận Fannie Willis trong vụ kiện chống lại ông Trump mà bà đang tham gia. Trong tuần này, ông Brian Kemp, thống đốc của đảng Cộng hòa, đã ký dự luật SB 332 thành luật, nói tại bị ký kết rằng cộng đồng phải chịu thiệt hại tài sản gặp rủi ro khi các biện lý công quyền vô cảm đặt chính trị lên sự an toàn của người dân. Brian Kemp nói, luật này sẽ giúp chúng ta để bảo đảm rằng các biện lý bất hảo hoặc kém năng lực phải chịu trách nhiệm nếu họ từ chối tuân thủ pháp luật. Ông nói thêm, nếu chúng ta biết rõ quá, tội phạm vẫn đang gia tăng trên khắp đất nước, đặc biệt là phổ biến tại những thành phố nơi có biện lý đang cho phép những tên tội phạm được tự do, hoặc không đưa họ vào tù do thiếu đạo đức về nghề nghiệp. Tháng 5 của 2023, Brian Kemp ban đầu ký một cái dự luật liên quan thành lập ủy ban tư cách luật sư truy tố. Trong đó, ngài thống đốc vào thời điểm đó nói rằng ủy ban này sẽ trừng phạt những biện lý cực tả khiến cộng đồng kém an toàn bằng việc nương tay với tội phạm. Thì tôi cũng chẳng biết rằng ông thống đốc, ông nói được như vậy, ông có làm được hay không? Cái cách làm được hay không là gì? Đó là cái câu chuyện mà ông có phản ứng gì khi mà tòa án tuyên bố là bà Fannie Willis gần như không phải chịu trách nhiệm gì cả cho vấn đề tham nhũng và mướn người bồ của bà, đó là Nathan Wang. Và tòa án tuyên bố either Nathan Wang từ chức hoặc là Fannie Willis từ chức. Thì đương nhiên câu chuyện trả lời obvious là Nathan Wang từ chức. Tuy nhiên, ủy ban này không thể bắt đầu hoạt động khi tòa án tối cao của tiểu bang hồi tháng 11 của 2023 từ chối chuẩn y các quy tắc quản lý. Với việc các thẩm phán nói trong phán quyết rằng họ đang rất nghi ngờ liệu việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy tắc này có nằm trong cái quyền hạn hiến pháp của họ hay không. Vì vậy tháng 1 của 2024, Quốc hội Georgia đã thông qua cái dự luật SB 881 khôi phục ủy ban giám sát này, trong khi loại bỏ yêu cầu của sự chấp thuận của tòa án tối cao sau đó dự luật này được chuyển đến thượng viện của tiểu bang trở thành SB 331. Trong khi dự luật này phản ánh những nỗ lực của những tiểu bang nhằm để cáo buộc công tố viên bất hảo phải chịu trách nhiệm cho việc từ chối truy tố một số tội, thì các đảng viên đảng Dân Chủ lại phản đối việc thông qua cái dự luật, nói rằng dự luật này có thể sử dụng để nhắm mục tiêu vào các biện lý liên quan đến vụ án kiện của ông Trump, trong đó cả luôn bà Fannie Willis. Ủy ban sớm sẽ có thể đơn phương tiến hành, có khả năng can thiệp làm suy yếu cuộc điều tra đang diễn ra nhắm vào ông Trump. Phó lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Sam Park, một thành viên của đảng Dân Chủ, nói với tờ báo AP khi cái phiên bản dự luật này được Hạ viện thông qua. Ông cáo buộc rằng quý vị đang hành động để bảo vệ Tổng thống Trump khỏi cuộc truy tố hình sự đang diễn ra. Ê, thằng chế đỏ, mày là thành viên của đảng Dân Chủ và trên bực tế là cái vụ án này thật sự không đáng xảy ra luôn. Và tôi bây tự hào vì điều này. Nếu mà thật sự đảng Cộng hòa có mục tiêu như vậy thì cũng chẳng khác gì đảng Dân Chủ của Joe Biden đã sử dụng cả một bộ tư pháp, cả một tòa án để lật đổ ông Trump. Và không thua ông Trump và cái lá phiếu từ lật đổ ông Trump và những vụ truy tố này. Bà Willis bị cáo buộc có quan hệ không đúng mực đối với Nathan Wang, một công tố viên đặc biệt trong vụ án can thiệp bầu cử chống lại Tổng thống Trump và hơn chục đồng bị cáo. Bà cũng phải đối mặt với những cáo buộc xung đột lợi ích và được hưởng lợi về mặt tài chính từ mối quan hệ này. $1 triệu, quý vị. Tức là bà này sử dụng $1 triệu tiền thuế của người dân để mướn bồ của bà, để ăn chơi sa đọa,
ở khách sạn 1 sao lộ 5 sao. Trong khi các bị cáo dự án yêu cầu có hai công tố viên này bị loại, thì hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 3, thẩm phán Scott McAfee của tòa án tòa trưởng thẩm ra phán quyết rằng ông Wang và bà Willis phải tự rút lui khỏi dự án. Hôm thứ Sáu, ông Wang cho biết ông sẽ từ chức. Để bà Willis, người đang phải đối mặt với cuộc điều tra khác về đạo đức tài chính trong chiến dịch tranh cử và có khả năng xem thường các thủ tục tố tụng của Quốc hội, dẫn dắt dự án của Tổng thống Trump đã lên án làm cuộc săn tìm phù thủy của động cơ về chính trị. Ủy ban giám sát công tố viên được thành lập sau sự chấp thuận của ông Brian Kemp cung cấp một công cụ bổ sung có thể nhắm mục tiêu về bà Willis khi bà tiếp tục phải phản đối với, phải đối mặt với sự giám sát mới. Văn phòng của mụ Fannie Willis không phúc đáp về một yêu cầu bình luận về dự luật này. Chủ tịch Hạ viện George John Byrne, một thành viên của đảng Cộng hòa, nói với tờ báo AP rằng dự luật này không nhắm trực tiếp về bà Willis hoặc bất kỳ một cá nhân nào. Ông Byrne nói với phóng viên sau khi ông Brian Kemp ký cái dự luật thành luật. Đối với chúng tôi tại Hạ viện thì trọng tâm của chúng tôi không phải là bất kỳ một người nào. Không phải là bất kỳ một tình huống nào, đó là một yêu cầu của những người được bầu chọn. Giống như tôi phải thực hiện công việc của họ để bảo vệ công dân của tiểu bang này. Luật pháp của Georgia quy định rằng một công tố viên phải cân nhắc mọi trường hợp có thể là nguyên nhân xảy ra. Không thể loại trừ các dự án chẳng hạn như việc tàn trữ cần sa, các tội liên quan đến phá thai và khỏi bị truy tố. SB 881 phiên bản thượng viện SB 332 của dự luật này đặt ra lý do kỷ luật thách thức hoặc về hưu không tự nguyện đối với công tố viên thiếu đạo đức nghề nghiệp, bao gồm cái việc tham gia vào hành vi sai trái câu chủ ý hoặc bị kết án vì một tội liên quan đến suy đồi đạo đức hoặc liên tục thất bại trong việc thực hiện các nhiệm vụ của họ. Bên cạnh việc loại bỏ cần thiết phải có tòa án tối cao giám sát, thì luật này mới điều chỉnh tiêu chuẩn về tình trạng mất năng lực tâm thần hoặc thể chất, cho phép kháng cáo là một thẩm phán tại tòa án cấp cao hơn địa phương và cho phép các cáo buộc kháng cáo lên bất kỳ quận nào nơi có công tố viên đó làm việc. Việc thành lập ủy ban mới đã diễn ra khi đảng Cộng hòa đang đấu tranh những gì họ mô tả là biện lý quận cánh tả bất hảo, từ chối truy tố một số tội án. Việc không có khả năng bảo đảm an toàn công cộng và bảo vệ cộng đồng đã diễn ra ở mọi cấp của chính phủ tiểu bang. Dân biểu Steve Scalia, Cộng hòa của Louisiana, và ông Scott Weiser, Cộng hòa của Wisconsin đã viết trong một bài xã luận vào năm 2022. Họ viết, bằng cách trừng phạt các công tố viên bất hảo ủng hộ tội phạm hơn là nạn nhân, chúng ta có thể bảo đảm rằng không ai khác bị tổn thương từ việc thiếu trách nhiệm của đảng Dân Chủ. Tương tự như vậy, ông Trump hứa sẽ nhắm mục tiêu vào các biện lý không cứng rắn với tội phạm nếu ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử của 2024. Các biện pháp của ông Soros dường như đang tham gia vào việc thực thi có chọn lọc dựa trên sự phân biệt chủng tộc một cách bất hợp pháp. Những nơi như Chicago, San Francisco, Los Angeles, Tổng thống Trump nói trong video đăng trên kênh YouTube của ông hồi tháng 4 của 2023. Ông đã nói đến vị tỷ phú tài chính George Soros, người đã đưa hàng triệu đô la và khoản đóng góp vận động tranh cử cho những biện lý quận cấp tiến của đảng Dân Chủ. Trong nhiều trường hợp, họ là những người trong chủ nghĩa Marx, Tổng thống Trump nói khi cam kết sẽ bổ nhiệm khoảng 100 biện lý của Hoa Kỳ. Những người đối lập hoàn toàn với biện lý đặc biệt được George Soros tài trợ, những người khác đã được bổ nhiệm trên khắp của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cho rằng những quan chức đó sẽ là những chiến binh pháp lý mạnh mẽ nhất để nhắm vào sự tha hóa của chủ nghĩa cộng sản và tồi tệ nhất mà đất nước chúng ta đã từng chứng kiến. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The LV News và chúng ta trở lại bản tin tiêu điểm tiếp theo. Khi đó nói mối đe dọa khủng bố, các quan chức liên bang cần sao nói vậy? Làm gì có được? Quan chức liên bang của chính quyền Biden đang dung dưỡng cho những hành động khủng bố, đặc biệt là sự ủng hộ của họ đối với nhóm Palestine và Hamas ngầm thông qua trợ giúp cho đất nước Iran và một số giếng diện cứu trợ. Bài viết của tác giả Pat Skilkin, thánh chiến vẫn là chiến tranh và là chiến tranh và là thánh chiến dù gọi cái tên bất kỳ cái nào. Như một đại thi hào Shakespeare đã nói đúng, dù chúng ta gọi cái thứ nào đó gì đi nữa cũng không ảnh hưởng đến bản chất của nó. Những trào lưu và một cái mốc trình hành đến rồi đi, nhưng sự thật vẫn là sự thật.
hoa hồng nào mà chẳng thơm, dù chúng ta gọi chúng là gì đi nữa. Ngôn ngữ là một thứ thật khôi hài. Bất kể con người cố gắng kiểm soát ngôn ngữ hoặc thay đổi ngôn ngữ, hoặc cấm vào các từ điển cộng đồng bao nhiêu, cuối cùng họ vẫn tiếp tục thất bại vì khả năng ngôn ngữ của loài người chúng ta là một trong những thể chế dân chủ duy nhất. Chúng ta nói điều chúng ta muốn, theo cách chúng ta muốn, bất kỳ những quan chức cao cấp thích sử dụng ngôn ngữ gì đi nữa. Điều đó cũng được biết đến như một phương pháp mô tả ngôn ngữ trong ngôn ngữ học trái ngược với phương pháp của quy tắc. Có những người tìm cách áp đặt cái tiêu chuẩn lên chúng ta bằng cách biểu đạt cái bản thân vì lý do. Một vài người cảm thấy rằng một số dạng ngôn ngữ nhất định tốt hơn, chẳng hạn như là ví dụ trong Anh ngữ is not thay vì on, điều có nghĩa là không. Nhưng người khác thì hoàn toàn lại kiêu căng hợm hĩnh. Một số người lại muốn hạn chế một số từ, nhóm từ bảo vệ chúng ta khỏi ngôn ngữ mà chúng ta cho là phân biệt chủng tộc hoặc là trực dân. Về phương diện này, không có minh họa nào tốt hơn cho việc phát triển vốn từ vựng mà chính phủ Canada sử dụng để mô tả trong việc chống chủ nghĩa khủng bố. Không phải chỉ tôi, tức tác giả, có hứng thú thoáng qua cái ngôn ngữ và cách giao thoa là mối đe dọa. Tôi muốn trở thành một dịch giả, một nhà ngôn ngữ học thực sự dạy ngôn ngữ chương trình học đại học 15 năm khi tình cờ bước chân vào lĩnh vực tình báo. Tác giả đã từng làm việc cho cơ quan CSIS. Bên ngoài, chúng tôi đã tuyên bố rằng cái mối quan tâm của chúng tôi về mặt trận chống khủng bố là những phong trào Hồi giáo cực đoan. Thuật ngữ này được các nhà chuyên gia bảo mật và học giả sử dụng trong nhiều thập niên. Được hiểu và chấp nhận rộng rãi. Không ai xem đó là một sự phân biệt đối xử, một hình thức gây hấn vi mô. Bất kể nhóm từ đó có nghĩa gì đi nữa. Chưa hết, sau khi chính phủ hiện tại lên cầm quyền vào cuối mùa thu của 2015, tôi đã ngừng làm việc tại CSIS vào tháng 4 của năm đó. Tình thế đã thay đổi, không còn ai muốn sử dụng nhóm khủng bố Hồi giáo. Hơn nữa, kể cả luôn CSIS. Thay vào đó, chúng tôi có nhóm là chủ nghĩa cực đoan bạo lực với động cơ tôn giáo. Mẹ tổ nữa. Chúng mày Hồi giáo đấy mày, đấy con mày đặt. Sửa nó không gọi là chủ nghĩa cực đoan bạo lực với động cơ tôn giáo. Mang tính giảm nhẹ hơn, cái nhóm từ của Bộ Hình sự Canada cũng không hề chính xác. Cái động cơ khủng bố của nhóm Al-Qaeda và ISIS không chỉ mang tính chất tôn giáo mà không mang tính chất mô tả thực tế. Tất cả mục đích là không muốn xúc phạm ai, chứ dường như là ai. May mắn thay, còn một số người đang phản kháng. Ngoài tôi ra thì ông Michael Burress, giám đốc tổ chức trình báo an ninh của Úc, các cơ quan ở Úc tương đương với CSIS, gần đây tuyên bố rằng mối đe dọa khủng bố lớn nhất của quốc gia phải đối mặt là chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo Sunni, một cái thuật ngữ mà CSIS chúng tôi đã sử dụng vào năm 2000, trước khi đổi nhóm này thành khủng bố Hồi giáo. Tại Mỹ thì trung tâm trình báo hợp nhất tương tự như trung tâm đánh giá khủng bố trích hợp của Canada đã được tuyên bố rằng 40% những báo cáo mối đe dọa mà họ nhận được vào 2023 có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan của Hồi giáo. Tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Sunak đã tuyên bố rằng cái nền dân chủ đa sắc tộc của Anh đang bị người Hồi giáo, những kẻ cực đoan cố tình phá hoại. Vâng, người Hồi giáo không phải là kẻ khủng bố tôn giáo, và tôi không nghĩ là hỏi người Anh sợ hãi trước bóng ma bạo lực của giáo hữu cực giáo. Nói chung lại, cái bài viết này đã thể hiện cái sự thức tỉnh trong phong trào chống khủng bố. Và đó là những gì mà chúng ta thấy cả một cái thế giới không riêng về nước Mỹ của chúng ta. Nó cũng giống như vấn đề về di dân bất hợp pháp. Chúng ta không thể gọi là di dân bất hợp pháp, mà chúng ta gọi là di dân thiếu giấy tờ. Không có giấy tờ. Đó là mục đích của đảng Dân Chủ là như vậy. Vì ông Biden đã chảnh chạch trong cái chương trình của 60 Minutes và xin lỗi khi đã sử dụng cái từ di dân bất hợp pháp trong bài diễn văn để mô tả cái chết của một cô nữ sinh điều dưỡng của trường đại học Georgia. Và qua cả một lần nữa, tất cả các quý khán trên giờ đã trở lại chương trình của The LV News, trở lại tin tiêu điểm tiếp theo của Hoa Kỳ. Các thẩm phán của tối cao Pháp viện tiết lộ cách họ duy trì tôn trọng phép lịch sử trong cuộc thảo luận. Trong trường này, hai thẩm phán tối cao Pháp viện của đảng Dân Chủ Sonia Sotomayor và thẩm phán của đảng Cộng hòa Amy Coney Barrett đã tiết lộ các quy tắc mà thẩm phán tuân theo để dung hòa các quan điểm khác nhau để bảo đảm rằng họ tiến hành công việc mà không gây xung đột. Chúng tôi không trình bày một cách nóng nảy trong cuộc hội ý của mình, thẩm phán Barrett nói trong cái diễn đàn của Đại học George Washington. Đề cập đến cuộc họp giữa các thẩm phán để họ thảo luận các dự án.
Quý vị biết đấy, chúng tôi không to tiếng. Cho dù vụ án có căng thẳng đến thế nào đi nữa, chúng tôi luôn luôn nói chuyện theo cách tôn trọng lẫn nhau. Có một chuẩn mực trong cách chúng tôi nói chuyện. Chánh án là người đầu tiên trình bày, vì ông ấy là người cấp cao nhất và thẩm phán trình bày theo vòng. Từ thâm niên nhiều nhất cho đến thâm niên ít nhất, và chúng tôi luôn nói những gì chúng tôi nghĩ về vụ án. Và chuẩn mực này là không được ngắt lời người khác, vì vậy chúng tôi luôn lắng nghe tất cả mọi người nói, phải đến khi ai nấy đều được lên tiếng để mới có một số ý kiến trao đổi qua lại. Và nói trong việc ngắt lời người khác hoặc lớn tiếng sẽ là một hành vi vi phạm nghiêm trọng đến những chuẩn mực. Ngay cả khi trong vòng của quý vị, trong lòng vì có những bực bội hoặc nổi giận thì quý vị cũng thể hiện không thể hiện điều đó trong cái phòng họp. Có như vậy thì quý vị mới quay lại phòng của mình. Gặp nhau vào buổi trưa, mọi người trở nên dễ chịu hơn. Thẩm phán Perez gọi tối cao pháp viện là một cuộc hôn nhân sắp đặt và không có cơ hội ly hôn. Các thẩm phán tối cao pháp viện không chọn nhau làm đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Vì vậy chúng tôi sẽ phải hòa hợp với nhau, bà cho hay. Trong khi đó, Eric Liu, người chủ trì trò chuyện là giám đốc điều hành của Đại học Citizen, gọi chuẩn mực của thẩm phán Barrett là nguyên tắc của một trường mầm non tốt nhất. Thẩm phán Sonia Sotomayor cho biết, quy tắc của mọi thẩm phán lắng nghe lẫn nhau là vô cùng quan trọng, vì điều này cho phép mọi người lắng nghe bên đối lập, biết rằng họ sẽ có cơ hội đưa những vụ việc của mình tiến triển. Tuy nhiên, đôi khi có những người có thể xuất đi đến một cái điều gì đó thì phải xem là gây tổn hại. Trong những tình huống như vậy, thông thường một trong số đồng nghiệp cấp cao của chúng tôi phải gọi điện thoại cho người được cho là có thể thân thiết hơn một chút và nói với họ có lẽ ông và bà nên nghĩ xem xin lỗi thế nào hoặc hàn gắn chút xem. Điều đó đã xảy ra. Điều này được viết thành văn bản đôi khi ai đó viết điều gì đó một cá nhân cảm thấy xúc phạm. Không chỉ là giải thích một quan điểm mà xúc phạm cá nhân hoặc có thể bị người phép xem là xúc phạm. Một cuộc đối thoại xung quanh vấn đề đó sẽ diễn ra tìm cách một từ ngữ khác hoặc một diễn đạt khác. Điều này, và cái điều này diễn ra là do chính cái bản năng của con người. Quý vị mãi đào sâu về suy nghĩ của những thứ quý vị viết. Thứ quan trọng với quý vị, có lẽ trong giây lát quý vị nên mất những người khác có lẽ nhìn nhận điều đó như thế nào. Vì vậy tất cả những thứ này là những cái cách mà chế ngự cảm xúc mà không mất đi cái lòng kính trọng đối với người khác, cũng như không mất đi sự thông cảm mà mỗi người trong chúng ta đang thực hiện một cách thiện chí. Thẩm phán Barrett nêu rằng có nhiều sự cho và nhận đằng sau việc đưa ra ý kiến của thẩm phán như bất kỳ vụ án nào, một quy chuẩn rất chuẩn mực. Các pháp viện cố gắng dung hòa các quan điểm của thẩm phán sau khi soạn các bản ý kiến. Một điều khác trong công việc của chúng tôi so với công việc cơ quan lập pháp là có một ranh giới và chúng tôi không thể thỏa hiệp. Quý vị biết đấy, chúng tôi không mua bán phiếu bầu. Thẩm phán Sonia và tôi tuyên thệ vào hiến pháp. Để bảo vệ hiến pháp, công việc của chúng tôi nói ra rằng những gì chúng tôi nghĩ là câu trả lời đúng xuất phát từ năng lực tốt nhất của chúng tôi, bà nói. Vì vậy, cả hai chúng tôi không thể thỏa hiệp về cái điểm mấu chốt đó. Nhưng có rất nhiều điều chúng tôi thỏa hiệp về cách chúng tôi viết ý kiến. Quý vị biết mà, quý vị có thẩm phán với bạn ý kiến rộng hơn hoặc hẹp hơn. Trong khi mọi thứ đều phải được quyết định bằng một bản ý kiến. Thẩm phán Barrett lưu ý cái tối cao pháp viện đồng thời cũng là nhánh minh bạch nhất và cơ mật nhất của chính phủ. Pháp viện minh bạch vì công chúng biết chính xác lý do tại sao pháp viện đưa ra những quyết định mà họ đã đưa ra. Vì vậy, như vậy chúng tôi cũng cố gắng giữ những bí mật rất nhiều và tôi nghĩ điều đó mang lại cho chúng tôi cơ hội để có thể cân nhắc, nói chuyện và suy nghĩ. Chắc chắn chẳng ồn ào, không giống như thị trường của Quốc hội. Nhưng chúng tôi làm việc rất tận tụy để duy trì những chuẩn mực đó và tôi nghĩ chúng tôi đã thành công, thẩm phán Perez nói. Thẩm phán Sotomayor được ông Barack Obama bổ nhiệm vào 2009 và thẩm phán Perez được ông Trump bổ nhiệm vào 2020. Bà nói cho lắm vô. Tôi cũng đang chờ đợi cái quyết định mà quyền miễn trừ tổng thống của ông Trump như thế nào. Và kể cả là một số cái dự án liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng 1. Và Barrett nói thì hay lắm. Nhưng mà tôi muốn sự công đạo. Liệu rằng tòa án với sự lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Washington DC
Và tòa án này có đủ thẩm quyền để bẻ cong và kéo dài và kéo cong và kéo thẳng, kéo nói chung lại là rộng hơn. Trong cái dự luật được thông qua dưới thời của công ty Enron phá sản để có thể chụp mũ những người 6 tấn 1. Giống như vụ 331 tại Việt Nam tôi giả sử. Và ông Trump liệu thật sự có quyền miễn trừ trong bài diễn văn của ông vào ngày 6 tháng 1 hay không? Sự bất đồng quan điểm trong tối cao pháp viện. Cuộc trò chuyện giữa thẩm phán Sotomayor và thẩm phán Barrett diễn ra sau một phán quyết gần đây của tối cao pháp viện về tư cách của Tổng thống Trump khi tranh cử Tổng thống. Phán quyết này đã đảo ngược một phán quyết của tòa án cấp tiểu bang cấm ông Trump có tên trong lá phiếu Colorado trong cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống 2024. Tòa án tối cao Colorado đã cấm ông Trump theo điều khoản nổi loạn trong mục 3 trong chính án thứ 14. Vì ông ấy được cho là có liên quan đến vụ xâm phạm tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 của 2021. Theo bản ý kiến đa số, mặc dù tất cả 9 thẩm phán đều đồng ý bác bỏ phán quyết của tòa án tối cao Colorado, nhưng đa số 5 trên 4 cũng tuyên bố rằng không có quy định trong hiến pháp trao cho tiểu bang quyền thực thi mục 3 đối với quan chức và ứng cử viên của liên bang. Ba thẩm phán cho đảng Dân Chủ, trong đó có bà Sotomayor đã nhấn mạnh rằng ý kiến của đa số đã đi quá xa. Nói rằng phán quyết này khép lại cơ hội dành cho biện pháp thực thi tiềm năng khác của liên bang, rằng chúng tôi không thể góp mặt vào một ý kiến vốn được đưa ra quyết định cho vấn đề quan trọng và khó khăn một cách không cần thiết. Họ viết, mặc dù chúng tôi đồng ý rằng Colorado không thể thực thi mục 3, nhưng chúng tôi phản đối nỗ lực của đa số trong việc sử dụng dự án này để xác định cái giới hạn trong việc liên bang thực thi cái điều khoản đó. Theo một quan điểm của mình, thẩm phán Barrett cho rằng lập trường của thẩm phán cho đảng Dân Chủ bổ nhiệm là không phù hợp với môi trường hiện tại, bà viết. Theo đánh giá của tôi, đây không phải là lúc để khuếch đại sự bất đồng, sự gay gắt. Đặc biệt trong quãng cảnh này, bài viết về pháp viện đã xoa dịu chứ không nên góp phần vào cơn thịnh nộ của cả nước. Tất cả các mục đích hiện tại, sự khác biệt của chúng tôi ít quan trọng hơn nhiều so với đồng thuận của chúng tôi. Tất cả thẩm phán đều đồng ý về kết quả của dự án này và đó là thông điệp người Mỹ cần phải hiểu rõ. Do đó là welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The LV News và trở lại bản tin tiếp tục liên quan đến kinh tế. Công tố viên nói rằng kẻ lừa đảo tiền điện tử trong sàn FTX có thể rằng là Bankman-Fried sẽ ngồi tù 40 hoặc 50 năm. Cái thằng đảng Dân Chủ nó dắt chanh bỏ giỏ thằng này, quý vị. Cái này là người hùng của đảng Dân Chủ bỏ ra gần mấy chục triệu đô la khi mà nó bòn tiền của khách hàng. Để nó ủng hộ cho đảng Dân Chủ, nó ủng hộ cho Biden, nó ủng hộ cho thành viên của đảng Dân Chủ nó nhiều cuộc đấu khác nhau của 2020. Bây giờ mày mới thấy đảng Dân Chủ đang dắt chanh bỏ giỏ mày đó. Đáng đời mày đi. Nhưng mà chưa có thành viên đảng Dân Chủ nào mà thật sự trả tiền lại mà khi nhận tiền từ thằng này cả. Công tố viên cho biết hồ sơ tòa án là ông Bankman-Fried phải ngồi tù 40-50 năm sau khi kết tội miễn thủ 8 tỷ đô la từ khách hàng của nền tảng mã kim FTX của mình, nền tảng hiện không còn tồn tại nữa. Vào ngày 15 tháng 3, trong bản ghi nhớ, tuyên án dài 116 trang được đệ trình tại tòa án địa hạt liên bang Manhattan. Các công tố viên đã viết rằng các hành vi phạm tội khác nhau của Bankman-Fried đáng phải nhận được bản án rất nặng, khoảng 40-50 năm tù để ngăn chặn những hành động tương tự để bảo vệ công chúng. Trong khoảng cái thời gian nhiều năm, bị cáo đã gây hại hàng chục ngàn người và công ty. Trên nhiều châu lục, ông ta đã biển thủ số tiền của khách hàng tính thác cho ông ta. Ông đã nói dối với nhà đầu tư. Ông gửi tài liệu bị đặt cho những người vay. Ông đã bơm hàng triệu đô la về quyên góp bất hợp pháp cho hệ thống chính trị của chúng ta. Ê, hàng triệu đô la này đã Dân Chủ nhận nhiều nhất. Tôi đang chờ đợi cái thằng nào mà nhận tiền của thằng này có trả lại hay không nha. Ông đã hối lộ các quan chức ngoại quốc. Họ biết mỗi hành vi phạm tội đều xứng đáng với một bản án dài. Các luật sư của Bankman-Fried đã yêu cầu mức án ngắn hơn nhiều. Chỉ 6 năm rưỡi, lập luận rằng Bankman-Fried không có ý định biện thủ. Khách hàng của FTX sẽ lấy lại phần lớn số tiền của họ. Các công tố viên lập luận rằng Bankman-Fried xứng đáng nhận được một bản án dài vì ngay cả khi nạn nhân của ông cuối cùng lấy được một số tiền sau khi thủ tục phá sản kết thúc, họ vẫn phải tổn thương đáng hại do mất quyền truy cập vào tiền của mình. Ông Gary Woodman, giáo sư kinh tế và chính sách công cộng tại trường đại học Hillsdale tại Michigan, trường đại học này là trường học bảo thủ đó quý vị,
Nói với tờ báo The Epoch Times trong cuộc phỏng vấn trước đó rằng mức án tù thậm chí dài 50 năm cũng không phải là vô lý. Tôi tin rằng việc tuyên án chung thân cho Ben Manfred là hợp lý. Hành vi phạm tội của ông ta rất lớn về quy mô và phạm vi đến mức độ tôi nghĩ rằng cái hành vi sẽ đe dọa đến trật tự của xã hội. Hành động của Ben Manfred đã làm gián đoạn thị trường mã kim. Ông ấy đã sử dụng hàng triệu đô la của mình để gây ảnh hưởng đến tiến trình của chính trị. Hồi tháng 11 của 2022, Bồi thẩm đoàn đã kết luận Ben Manfred có tội về 7 cáo buộc lừa đảo và âm mưu. Nhóm pháp lý của ông đã không phúc đáp lời đề nghị bình luận sau cái đề nghị tuyên án. Các công tố viên cho biết, trong bản ghi nhớ tuyên án chỉ riêng dành là tổn thất tài chính cho những hành động gian lận của Ben Manfred gây ra. Các nhà đầu tư và người cho vay cũng đã đủ chứng minh cái mức án cao nhất để hướng dẫn cho tòa án. Những nạn nhân trong vụ án này bao gồm những người gửi tiền quỹ hưu trí và tiền tiết kiệm của họ trong FTX, bao gồm những người ở ngoại quốc bị chiến tranh tàn khóa hoặc bất ổn về tài chính, những người coi FTX là nơi giữ tiền an toàn, họ bao gồm những người không đủ khả năng lấy lại tiền hoặc không thể trả được tiền. Các công tố viên biết, họ bao gồm những người bị mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời, không còn tiền để trả chi phí cho người nhà ốm đau hoặc là học hành của con cái, bị tước đi cơ hội, sau đó dẫn nghèo của thế hệ bị tàn phá và tổn thương. Mặc dù nạn nhân có thể nhận được số tiền thông qua thủ tục phá sản, như các công tố viên cho biết điều đó không mấy an ủi đối với những người đã cần tiền vào tháng 11 của 2022, khi họ đã mất quyền truy cập vào tiền của mình vào FTX sụp đổ. Các công tố viên cũng nêu ra những hành vi phạm tội của Ben Manfred bao gồm 100 triệu đô la, quyên góp bất hợp pháp cho 300 chính trị của đảng Dân Chủ và các nhóm hành động chính trị mà họ được cho rằng là vụ vi phạm tài chính tranh cử lớn nhất đến nay. Hồ sơ cho thấy ông là nhà tài trợ thứ hai sau cái đảng Dân Chủ George Soros. Các công tố viên lưu ý rằng phản khối lộ 150 triệu của Ben Manfred và các cơ quan cho các cơ quan chức của Trung Cộng là một cuộc hối lộ cá nhân lớn nhất. Ngay cả khi FTX phá sản, ông bị bắt giữ sau đó, Ben Manfred vẫn trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho các sự kiện thị trường và các cá nhân khác nhau, cố gắng giả mạo nhân chứng và liên tục nói dối khi tuyên trại. Các công tố viên cho biết đồng thời nói thêm rằng thậm chí bây giờ Ben Manfred cũng từ chối thừa nhận những hành vi của mình là sai trái. Các công tố viên viết rằng việc đặt mục tiêu tích lũy của cải vô tận về quyền lực vô hạn, bao gồm thao vọng trở thành tổng thống của Hoa Kỳ và tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới, Ben Manfred đã nỗ lực rất nhiều để đạt được mục đích của mình. Điều này bao gồm việc sử dụng tiền của khách hàng để mua địa ốc sang trọng, quyên góp từ thiện được vinh danh, đóng góp chính trị để tiếp cận nhà lãnh đạo chính trị và trả tiền để được tiếp xúc với những người nổi tiếng. Vi phạm thời gian và tính chất. Số lượng hành vi tội phạm của Ben Manfred, một hậu quả tổn hại những điều gây ra, việc cố tình coi thường pháp quyền, việc không có những tình tiết giảm nhẹ đối với đối kháng khiến ông đặc biệt xứng đáng nhận được mức án thích đáng, đủ nghiêm khắc để mang lại công lý cho những hành vi phạm tội, răn đe những người phạm tội tương tự. Điều đó sẽ cho phép bị cáo trở được trả tự do chỉ sau khi xã hội có thể an tâm rằng các cáo buộc sẽ không có cơ hội quay lại hành vi gian lận và lừa dối. Các công tố viên khác viết, Ben Manfred thành lập FTX vào tháng 5 của 2019, tích cực tiếp thị bản thân cũng như hoạt động kinh doanh của mình với nhà đầu tư, chính trị gia, ký giả, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Vào thời kỳ đỉnh cao, FTX được định giá 32 tỷ đô la, trong khi giá trị tài sản ròng của ông ước tính là 26 tỷ đô la. Ở đỉnh cao thành công, Ben Manfred được ca ngợi là nhà từ thiện, nhà tài trợ cá nhân lớn thứ hai của đảng Dân Chủ. FTX sụp đổ vào tháng 11 của 2022 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng thanh khoản trở nên trầm trọng hơn, đối với chủ lớn như là Binance quyết định rút khỏi một thỏa thuận giải cứu tiềm năng. Các nhà đầu tư nhanh chóng rút hàng tỷ đô la ra khỏi nền tảng và doanh nghiệp cuối cùng phải nộp đơn phá sản theo chương trình 11 vào ngày 11 tháng 11 của 2022. Ngày phá sản cũng đẹp. Ngày phá sản cũng đẹp. Hàng triệu người dùng FTX đã mất quyền truy cập vào ví tiền mã kim của họ. Và cuộc điều tra sụp đổ dẫn đến sự bắt giữ của Ben Manfred vào tháng 12 của 2022 tại Bahamas. Sau khi Ben Manfred bị bắt, thì cơ quan của Hoa Kỳ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, Ủy ban Chứng khoán Giao dịch và Công tố viên Liên bang của quận phía Nam New York, tất cả đều đệ đơn tố cáo. Đặt câu hỏi trở lại, như vậy những chính trị gia mà liên quan đến thằng này
mà đặc biệt là chính trị gia của đảng Dân Chủ nhận 100 triệu thì họ phản ứng như thế nào? Cái thằng này đã bị đảng Dân Chủ dắt chanh mỏ giỏ, phần đáng đời mày đi. Mà nó là bản tin trong chương trình của The VLKT News. Welcome trở lại những bản tin tiếp theo. Xin chào và được trở lại chương trình của The LV News, chương trình cập nhật những bản tin, những bài bình luận về thời sự của đất nước Hoa Kỳ chúng ta, trong đó có kể cả là một số bản tin về kinh tế. Trở lại trong tuần này, chúng ta cập nhật cái thị trường cổ phiếu kết thúc vào ngày thứ Sáu. Chỉ số Dow Jones nó giảm 190 điểm, tức giảm 0.49%. Chỉ số S&P 500 đã giảm 0.65 điểm, tức 0.65%. Chỉ số Nasdaq của Hoa Kỳ, chỉ số công nghệ đã giảm 0.96%. Trong khi đó, thị trường chứng khoán cũng kết thúc trong tuần một cách rất là màu đỏ và tệ hại. Chỉ số của Úc Châu đã giảm 0.56%. Thị trường chứng khoán của Nhật Bản đã giảm 0.26%. Thị trường chứng khoán của Nam Triều Tiên đã giảm 1.91%. Thị trường chứng khoán của Hồng Kông đã giảm 1.42%. Thị trường chứng khoán của Thượng Hải đã tăng trưởng 0.56%. Giá vàng ở mức là 2.159 đồng cho một, đương nhiên là một ounce. Trong khi đó, giá dầu hỏa đã tăng một cách đột biến ở mức 81 đồng cho một thùng. Giá xăng đã bắt đầu có sự tăng trưởng trở lại. Và đó là tình hình chung của thị trường kinh tế chứng khoán trong tuần qua. Trở lại bản tin đặc biệt. Những cuộc xâm nhập của quân đội Mexico vào đất của Hoa Kỳ khiến các nhân viên biên giới đã bắt đầu lo lắng. Hiệp hội tuần tra biên giới cho biết khi quý vị thấy ai đó cầm vũ khí tự động tiến vào Hoa Kỳ, thật sự đáng lo ngại. Thật đáng lo ngại khi họ tiến giám sát ngược lại chúng ta. Đó là thời của chính quyền Biden. Khi mặt trời bắt đầu tắt dần, tại một trại quản lý nhập cư bất hợp pháp bỏ hoang ở bức tường biên giới gần Chacumba, ở quận San Diego của California, một vài binh sĩ Mexico được trang bị súng trường tấn công, đi tuần tra địa hình gập ghềnh trên những đồi núi phía trên. Bên dưới họ, những chiếc liều màu trắng dọc theo bức tường biên giới của Mexico báo hiệu sự hiện diện của quân đội dự bị quốc gia Guardia Nacional. Khi đến một chiếc xe tải, họ dựng trại ở đây hồi đầu của tháng 2. Trong tuần qua, ngày 29 tháng 2, một binh sĩ Mexico trốn sau một tảng đá khi nhận ra các phóng viên đã nhìn thấy anh ta từ phía của Hoa Kỳ ở bên kia của biên giới. Một lúc sau, ông ta chui qua cái hàng rào thép gai để về lại Mexico. Trong khi đó, ông Manny Bayon, một phát ngôn viên của Hội đồng tuần tra biên giới quốc gia ở San Diego, cho biết thông thường bất kỳ xâm nhập vào của quân đội Mexico được thông báo trực tiếp về trụ sở chính và tàu bà đốc sẽ được thông báo. Nhưng mà giấy tờ của chính quyền Biden đất nước Mexico làm luôn, không cần phải thông báo cho ai cả, là bởi vì họ cũng chẳng khe cái nước Mỹ chúng ta ra cái gì, khi mà chính quyền của Biden thật sự mong muốn để mở cửa biên giới cho 10 triệu nhập cư bất hợp pháp. Sau khi xem một đoạn video của tờ báo The Epoch Times về binh sĩ Mexico ở cái ngọn đồi phía trên đèo San Judas đó, ông Biden nói rằng rõ ràng người lính này đang ở trên đất của Hoa Kỳ. Họ nên biết rõ hơn để không thể làm như thế. Ông nói với tờ báo The Epoch Times, có một cái cột mốc ranh giới trên đỉnh cái ngọn đồi đó. Tôi đã từng lên đó, tôi đã nhìn thấy cái cột mốc đó. Ông Biden cho biết bất kỳ sự xâm lược nào đều có nguy cơ đe dọa đến an toàn của nhân viên tuần tra của biên giới. Ông nói, khi quý vị thấy ai đó có vũ khí tự động tiến vào Hoa Kỳ thì thật đáng là lo ngại. Ý tôi là họ đang không đến đây mang theo khoa hay làm mọi thứ đều tốt đẹp, mà thật đáng lo ngại vì họ tiến hành giám sát ngược lại chúng ta. Ông Bayon cho biết chỉ vì ai đó mặc trang phục có vẻ như là quân đội của Mexico thì không nhất thiết họ phải thuộc quân đội Mexico. Đúng luôn, chỉ có trời mới biết được rằng là ai mặc quân đội của Mexico. Có thể là nhóm cọt treo, có thể là nhóm bán mai thúy, có thể là buôn lậu, buôn người, có thể là whatever, khủng bố từ nước ngoài, tôi giả sử như vậy. Có thể mặc đồ của Mexico nhưng không có nghĩa rằng là quân đội của Mexico. Ông nói các băng đảng
đã sử dụng quân phục để cải trang thành giống như quân đội, nhưng kỳ thực họ vẫn là băng đảng. Một nhân viên tuần tra biên giới tại Arizona yêu cầu ẩn danh vì sợ bị trù dập. Nói với tờ báo The Epoch Times rằng không có cuộc xâm nhập nào không được giải quyết. Bất kỳ khi quân đội Hoa Kỳ đang đi sang phía bên kia của chúng ta, thì chúng tôi luôn được thông báo đó là vấn đề nghiêm trọng, ông nói. Chúng tôi có những người là đầu mối liên lạc đến phía Nam. Vì vậy họ sẽ được thông báo chắc chắn ngay lập tức sẽ có cuộc điện thoại được kết nối. Ông cho biết đôi khi chính binh sĩ Mexico không biết ranh giới ở đâu, hoặc họ là bị lạc, đặc biệt là những vùng xa xôi nơi ranh giới không có rõ ràng. Tuy nhiên có một số vùng ranh giới rất rõ ràng, ông nói. Chúng tôi cố gắng cư xử tử tế với họ, vì phần lớn họ cũng giống như chúng tôi thôi. Chúng tôi không tiến đến những việc như đấu súng. Thông thường chúng tôi cố gắng soi dịu của tình hình và thượng cấp của họ sẽ được thông báo. Đó không phải là điều mà chúng tôi đơn giản là cho phép xảy ra. Chắc chắn sẽ có người ngay lập tức được thông báo và đó luôn là vấn đề nghiêm trọng nếu họ tiến sang Hoa Kỳ và ngược lại. Chưa đầy 3 tháng trước, khoảng trống ở cuối bức tường biên giới này, nơi hiện nay được các liều quân sự, là một con đường đi bộ dành cho hàng ngàn người nhập cư từ Mexico tiến vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Những kẻ vận chuyển lậu người Mexico thường xuyên thả hàng hóa là những con người họ tại một cái đường mòn dẫn đến khoảng trống hẹp được gọi là đèo San Judas, nơi bức tường biên giới 30 feet hơn 9 mét dừng lại ở sườn đồi dốc. Hồi tháng 2, bà Katie Monmore, một cựu binh thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa tranh cử vào Quốc hội địa hạt 49, người bị thua trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 3, đã mua một cây cuộn thép dài 400 feet khoảng 122 mét từ Amazon và bịt kín khoảng trống này, dây thép ngày nay vẫn còn đó. Cách đó vài trăm thước ở biên giới phía Nam là một địa điểm được gọi là trại Willow. Đối với những nhân viên tuần tra biên giới của Hoa Kỳ, những tàn tích của hàng chục điểm đốt lửa và trú ẩn tạm bợ, nơi có hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đang chờ để chuyển đi, giải quyết các thủ tục sau khi tự nộp mình cho nhân viên hồi tháng 12 của 2023, chẳng còn thấy. Theo lực lượng tuần tra của biên giới, hai địa điểm khác được gọi là trại Moon và trại 177. Gần các địa điểm vượt biên bất hợp pháp đã biết ở gần cái thị trấn nhỏ Chacumba và Bovalova rìa phía đông nam của quận này thực hiện được quân đội của Mexico tuần tra. Bất chấp sự hiện diện của quân đội, tình trạng vượt biên bất hợp pháp vẫn không giảm đi đáng kể trong khu vực này. Thầy ông Brandon Chu, Chủ tịch Hội đồng tuần tra biên giới của quốc gia, vào ngày 6 tháng 1, 1.132 người nhập cư bất hợp pháp đã bắt giữ trong khu vực tại San Diego. Số lượng này nằm trong cái phạm vi trung bình hàng ngày trong vài tuần qua. Ông nói với tờ báo The Epoch Times rằng là chúng tôi không thấy tổng số bắt giữ giảm xuống tí nào. Trong khi đó, ông Chuck Benzman, một chuyên gia an ninh quốc gia cấp cao từ Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư của trụ sở tại Washington, là một cựu sĩ quan tình báo chống khủng bố, nói với tờ báo The Epoch Times rằng theo những binh sĩ Mexico mà ông phỏng vấn, họ đang bắt đầu vây bắt những người di cư gần biên giới của Hoa Kỳ và mang những người này về phía Nam. Họ nói rằng họ nhận được cái mệnh lệnh truy lùng tất cả những người nhập cư và giao những người này cho cơ quan nhập cư Mexico để trục xuất về các tỉnh của phía Nam. Họ cũng nói với tôi rằng những đợt triển khai của họ là không có giới hạn, ông Benzman nói. Sự hiện diện quân sự này ngày càng tăng của Mexico dọc biên giới trùng hợp với hàng loạt cuộc đàm phán song phương. Tổng thống Biden, tức là Biden lương lẹo, Biden mở cửa biên giới, Biden phản bội nước Mỹ. Mặc dù đã tổ chức các cuộc gặp song phương đồng cấp Mexico ngày 17 tháng 1 của 2023, điện đàm với ông ấy vào ngày 22 tháng 12 của 2023, đưa đến cuộc họp ngày 27 tháng 12 của 2023 giữa Tổng thống Mexico và phái đoàn của Hoa Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas, tiếp đó là chuyến đi của ông Biden đến Mexico City vào ngày 9 tháng 1. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết trước cuộc họp, Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận về tình trạng di cư bất thường chưa từng có tiền lệ Tây Bán Cầu và xác định cách Mexico và Hoa Kỳ để giải quyết thách thức an ninh biên giới. Đây là trường hợp mà tôi gọi là mèo khóc chuột. Lý do là bởi vì họ mong muốn được mở cửa biên giới, họ đang diễn một cái tuồng để cho nước Mỹ
người Mỹ, dân Mỹ thấy rằng ô tôi vẫn đang tiếp tục bảo vệ cái biên giới, nhưng mà thật sự trong lòng của họ là càng nhập cư càng nhiều càng tốt. Phát ngôn viên này cũng cho biết ông Blinken sẽ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với Los Angeles Times về di cư và bảo vệ, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các lộ trình hợp pháp và các hành động thực thi bổ sung của các đối tác trong toàn khu vực. Ông Benjamin viết, sau khi phái đoàn trở về, Mexico đã tiến hành một hành động trong những hoạt động chống nhập cư bất hợp pháp trong nước khủng hoảng nhất của thời gian gần đây. Ông phỏng đoán chính phủ của Biden có thể đạt được thỏa thuận với Mexico Andrew Obrador để trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp đi về phía Bắc. Cả hai tổng thống đều có cáo buộc bầu cử trong năm nay. Wow. Lục quân của Mexico đã hiện diện khắp biên giới phía Bắc, đang thực hiện nhiều hình thức ngăn chặn khác từ Texas. Họ đang ráo riết truy lùng những người nhập cư và truy tìm thấy họ, buộc những người này lên xe bus và chở về phía Nam, ông Benjamin nói. Họ đang ngăn cản giao thông trên các tuyến chở tàu, chở hàng, chặn lối vào các bãi đường sắt, kéo người nhập cư ra khỏi tàu. Ông nói toàn bộ điều này là một phần cuộc đàn áp của Mexico do Biden chỉ thị, truyền cảm hứng và được triển khai trên toàn quốc đối với Mexico. Theo dữ liệu của CPP cho thấy hồi cái tháng 1, các nhân viên tuần tra biên giới đã bắt giữ 124.220 người nhập cư bất hợp pháp dọc theo biên giới của phía Nam. Con số này đã giảm 50% ở mức kỷ lục 249.739 hồi tháng 12 của 2023. Ông Benjamin nói với hãng thông tấn của Mỹ về cơ bản đã phớt lờ những hành động của Mexico, khi truyền thông Mexico rất quan tâm về vấn đề này. Một tờ báo Mexico đưa tin rằng chính phủ Mexico đang chịu áp lực của Hoa Kỳ để tăng cường các hoạt động quân sự tại nước này ở những thành phố như là Tijuana, Juarez và Montaromos, những cái thành phố đối diện với San Diego, El Paso và Browns Village. Ở Montaromos, quân đội của Mexico gần đây đã săn bằng một trại di cư lớn và đào các hào chống người đi bộ. Những cái tác động này là nó đẩy cái phần người di cư về cái đất nước Mỹ chúng ta. Mexico cũng chẳng có tốt lành gì đâu quý vị, là bởi vì trong bản chất họ đã mở cửa biên giới phía Nam của họ để cho cái dòng người này vượt qua cả cái thành phố Mexico, cả một đất nước Mexico để tiến tới biên giới phía Nam của chúng ta. Ông Benjamin viết rằng chính phủ của Biden có thể sử dụng cái đòn bẩy của mình để thúc giục Mexico trấn áp một cách rộng rãi chưa từng có cái tình trạng di cư bất hợp pháp qua lãnh thổ của Mexico, nhằm giảm bớt cái quan điểm chính trị tiêu cực về cuộc diệt biên quy mô lớn tại biên giới của Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử của 2024. Ông nói mặc dù trước đây Mexico đã triển khai quân đội và lực lượng dân binh quốc gia đến cái biên giới, nhưng chiến dịch lần này có vẻ như lâu dài hơn chiến dịch khác. Không rõ ràng các hoạt động của băng đảng phản ứng thế nào về cuộc đàn áp của quân đội Mexico. Như ông Benjamin cho biết, rõ ràng họ vẫn đang hái ra tiền khi đưa cho người nhập cư bất hợp pháp vào California và Arizona. Mexico rõ ràng vẫn đang cung cấp một cái số lối thoát ở Arizona và California, vì họ, những người nhập cư đang băng qua với số lượng lớn tại cái lối mở này, ông nói. Rõ ràng là biên giới không được bịt kín hoàn toàn. Ông Benjamin cho biết cuộc vượt biên bất hợp pháp trên toàn quốc đã giảm ở mức kỷ lục từ 12.600 trong một ngày từ ngày 19 tháng 12 của 2023. Xuống còn khoảng 5.000 hoặc 6.000 một ngày không phải là điều lý tưởng. Việc này vẫn còn là một đại thảm họa cho biên giới Hoa Kỳ. Một ngày sau khi Joe Biden và Tổng thống Trump đồng thời tổ chức cuộc họp báo tại tiểu bang Texas ngày 29 tháng 2, ông Biden tại Brew Village và Tổng thống Trump tại Eagle Pass, Thống đốc California Gavin Newsom có chuyến đi vào buổi chiều muộn tới biên giới California. Newsom dừng lại tại Willow, nơi ông được các quan chức tuần tra biên giới và lực lượng dân binh quốc gia California báo cáo tóm tắt. Không có người nhập cư bất hợp pháp như thường lệ, những nơi trú ẩn tạm bợ và những chiếc lều siêu vẹo, rác rưởi rải rác trên mặt đất, chỉ có dây thép gai và quân đội của Mexico. Chỗ đó đã được dọn sạch sẽ, không có ai ở đó, ông Biden nói. Một ngày trước đó, ngày 29 tháng 2, khoảng 50 người nhập cư bất hợp pháp đã nộp mình cho nhân viên biên giới tuần tra tại Tacuba, 5 dặm 8 km về phía đông tại trại Moon của Tacuba dọc xa lộ liên tiểu bang số 8. Và trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ,
Hàng chục người khác, trong đó một số người từ Trung Cộng đã vượt qua phần còn lại đang dang dở của bức tường biên giới ở núi Âu Tây, phía đông nam của Tijuana. Một số trong tình trạng kiệt sức khát nước đói bụng sau khi đi bộ nhiều dặm, lên xuống các con dốc ngoằn ngoèo dọc theo con đường đất lòng gió. Gần chân núi, một nhóm khoảng 20 người nhập cư bất hợp pháp, trong đó một số người đến từ Cộng hòa Guinea ở Tây Phi đang chờ nộp mình cho lực lượng tuần tra của biên giới. Hàng trăm người khác đã được lực lượng tuần tra của biên giới thả ra thành phố San Diego, trung tâm quá cảnh Irish ở San Juro. Theo nguồn tin của lực lượng tuần tra của biên giới, trong tuần cuối của tháng 2, các trung tâm quá cảnh ở này Oceanside, El Canjon đã thả hơn 5.000 người nhập cư bất hợp pháp. Ông Mayer nói với tờ báo The Epoch Times rằng mặc dù ông rất vui thống đốc bang đã đến biên giới, nhưng ông Newsom đã không thấy được sự hỗn loạn diễn ra vào tháng 12. Ông nói ông ấy lái tận xe đến Chacumba, thay vì ông ấy dừng đến tại đây tại San Diego, rồi đó đi hẳn di chuyển đến đó. Ông ấy là một thống đốc của California. Ông ấy có thể kiểm tra toàn bộ biên giới phía Nam trong vòng vài tiếng. Nhưng ấy quyết định chỉ đến những khu vực cụ thể mà chúng tôi biết đó là nơi để tô vẽ hình ảnh xạo chó, vốn luôn được chính phủ Hoa Kỳ dọn dẹp nhiều nhất để có thể khiến nơi đó trông như không có vấn đề gì. Nhưng nó là vấn đề vô cùng lớn. Vào ngày thống đốc đến thăm, hàng chục người nhập cư bất hợp pháp đã đến bức tường của biên giới gần Diary Mart San Diego, vươn tay giữa các cột thép để lấy chai nước, chuối tươi, đồ ăn nhẹ được trình bày sẵn trên bàn trong một căn lều mở thuộc sở hữu của liên minh nhóm bất vụ lợi cung cấp viện trợ nhân đạo của trụ sở tại San Diego. Wilson Perez, 24 tuổi, đến từ Guatemala, nói với tờ báo The Epoch Times qua các thanh gỗ trên bức tường rằng anh trèo lên bức tường biên giới gần Tijuana, nơi đợi giữa bức tường này và bức tường phụ để nộp mình cho lực lượng tuần tra biên giới của Hoa Kỳ. Những người khác cho biết họ cũng đến từ Guatemala, Peru, Brazil và Jamaica. Sau chiến công vụ đến cái biên giới này, ông Newsom đã đưa ra một tuyên bố của đảng Cộng Hòa phá hoại nỗ lực lưỡng đảng nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng biên giới. Cái mỏ của ông này vẫn tiếp tục là chính trị. Cái đảng Dân Chủ từ đầu đã khích lệ và mở cửa biên giới. Còn bây giờ đặt câu hỏi về vấn đề cái lưỡng đảng liệu lực biên giới. Ông nói cái đảng Cộng Hòa trong Quốc hội không làm gì khác ngoài tạo sự hỗn loạn và phá hoại. Nhưng người Mỹ nhìn vì điều này. Người Mỹ nhìn vì điều này. Người Mỹ biết rằng là ông Newsom không đề cập cái dự luật chi tiêu tổng hợp Omnibus 118 tỷ đô la. Được đề xướng mà trong đó có hàng chục tỷ đô la của người đóng thuế để diện trợ cho quân sự Israel và Ukraine. Vốn vượt xa có số tiền dành cho an ninh biên giới là lý do khiến các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện gọi dự luật này là loại trừ vòng gửi xe. Và bác bỏ dự luật này, thay vào đó, ông Biden Newsom đứng về phía của Tổng đốc Biden. Kinh hoàng, ông Newsom đã phạm một lỗi sai lầm kinh trọng và nghiêm trọng khi đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa. Ông Newsom đã sai đến mức độ không thể sai hơn nữa và ông ấy biết điều đó. 50-60% tuần tra biên giới bị trói buộc vào giải quyết những người nhập cư bất hợp pháp thay vì đi tuần tra biên giới. Ông Biden cho biết ông Newsom có thể giúp đỡ gửi vệ binh quốc gia đến giúp đỡ như các thống đốc khác đã làm, trong đó có thống đốc Texas và các thống đốc của tiểu bang Florida, South Dakota, Georgia, Tennessee. Tổng cộng có 14 tiểu bang đã cử vệ binh quốc gia tới biên giới của Texas từ năm 2021. Đây không phải là vấn đề của tiểu bang biên giới phía Nam. Đó là vấn đề của tất cả mọi người, nhưng họ đang đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa. Hãy đi thẳng vào vấn đề. Tất cả chúng ta cùng nhau làm việc để bảo vệ nước Mỹ. Văn phòng của Newsom cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi về chuyến thăm của ông tới cái nơi vắng lặng nhất trong khu vực biên giới San Diego để chụp những cái tấm ảnh và tuyên bố một lời xảo trá để chụp mũ cho đảng Cộng Hòa. Và liệu rằng ông có ý định lập trường cứng rắn hơn để chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp hay không? Ông Biden, trong bài diễn văn thông điệp ngày 7 tháng 3, đã né tránh những lời chỉ trích về cách ông giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới. Thay vào đó để chuyển sang trách nhiệm cho đảng Cộng Hòa vì đã bác bỏ dự luật an ninh lưỡng đảng mà ông cho rằng phải trả thêm 1.500 nhân viên và đặc vụ, 100 thẩm phán di trú để giải quyết tình trạng tồn động của 2 triệu trường hợp đang chờ xem xét. Tuyển thêm 43.000 nhân viên thủ tục tị nạn thay vì giải quyết trong 6 tháng vì 6 năm. Ông Biden và bài diễn văn của ông là một sự sỉ nhục đối với tất cả những người Mỹ muốn có một biên giới an toàn. Ông Judy cho biết,
ông Biden đã có cơ hội trở thành người biết hành xử chín chắn trong cái căn phòng đó và thông báo những gì ông cần phải làm để bảo vệ người Mỹ. Nhưng ông ấy không làm điều này. Ông ấy đã hành động như một con nít và chơi trò đổ lỗi. Trái ngược với tuyên bố của đảng Dân Chủ, ông Trudy nói rằng ông Biden không cần sự chấp thuận của Quốc hội mới có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng của biên giới. Luật pháp là có ích, vì nó tồn tại ngoài tầm ảnh hưởng của chính phủ, khác với hành động hành pháp. Ông ấy không cần dùng đến luật pháp để bảo vệ biên giới. Hiện tại ông ấy có thẩm quyền. Tổng số vụ bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp không được chấp thuận của Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 2 năm, từ ngày 1 tháng 10 của 2021 cho đến ngày 30 tháng 9 của 2023 là 5.9 triệu vụ. Bao gồm cả những người trốn thoát, những người mà nhân viên tuần tra biên giới ghi nhận không bắt được hơn 9 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào đất nước kể từ khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Theo dữ liệu của CPP, trong 4 tháng đầu năm của tài khóa 2024, các quan chức biên giới đã bắt giữ hơn 1.2 triệu người nhập cư bất hợp pháp. DHS và CPP đã không phúc đáp câu hỏi về quân đội của Mexico. CPP cũng không phúc đáp về tiến trình hành động của quân đội Mexico mạo hiểm để tấn công của lãnh thổ của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta như thế nào. Và welcome một lần nữa tất cả các quý khán thính giả đã trở lại chương trình của The LV News và chúng ta trở lại một số của bản tin cập nhật tiếp theo. Trở lại bản tin tiếp theo trong chương trình của The LV News, hồ sơ mới thấy cho CIA đã triển khai kỹ thuật viên phá bom đến thủ đô ngày 6 tháng 1. Lần đầu tiên, chúng ta thấy CIA là tình báo của Mỹ cũng involved vào sự kiện ngày 6 tháng 1. Trong một hồ sơ của Fiduciary Watch thu thập được, cơ quan tình báo trung ương CIA đã triển khai hai kỹ thuật viên phá bom đến hỗ trợ giải quyết những quả bom ống được tìm thấy tại trụ sở Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ của thủ đô Washington vào ngày 6 tháng 1. Đồng thời có một số đòi chó nghiệp vụ của CIA trong cái trạng thái chờ sẵn. Sự tham gia của CIA vào ngày 6 tháng 1 được đề cập trong bản tin nhắn trong văn bản của Fiduciary Watch thu thập từ cục rượu, thuốc lá, súng và chất nổ. Trong một số vụ kiện theo đạo luật tự do thông tin của Hoa Kỳ mà tổ chức này đệ trình chống lại Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vào 2023. Chủ tịch Fiduciary Watch Tom Fulton cho biết trong một thông báo báo chí ngày 13 tháng 3. Những hồ sơ đáng chú ý này là thấy nguồn lực của CIA đã được triển khai để đối phó với gián đoạn ngày 6 tháng 1. Trong 88 hồ sơ được biên tập lại một cách kỹ lưỡng mà Fiduciary Watch thu được có cái nhóm tin nhắn văn bản gọi là chuỗi mệnh lệnh tình báo ngày 7 tháng 1. Gồm hai tài liệu tham khảo về các nguồn đang được sử dụng hoặc ở trạng thái chờ sẵn sàng của CIA vào ngày 6 tháng 1 của 2021. FC, tôi có kỹ thuật viên phá bom CIA đi cùng chúng tôi EEO, đoạn này bị bôi đen. Đang trên đường đến. Một tin nhắn viết ngay trước đó có vẻ như một văn bản từ ATF cho biết những nguồn lực của chúng tôi SRT ở tòa nhà Quốc hội nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 hỗ trợ cái hiện trường đánh bom ống tại New Jersey. Một tin nhắn vào chiều hôm đó đã nhắc đến các kỹ thuật viên phá bom của CIA và nói rằng họ đang giúp đội phá bom cảnh sát tòa nhà Quốc hội dọn sạch tòa nhà Quốc hội. Một tin nhắn được đề cập khác cho sự sẵn sàng có cái đơn vị chuyên rà chất nổ K9 để hỗ trợ dọn dẹp các tòa nhà 7 đòi chó nghiệp vụ của NGA, Hiệp hội Chó Săn Quốc gia. Hai đòi ATF và một đòi chó nghiệp vụ của CIA đang chờ, nội dung tin nhắn nêu rõ. Những cái tiết lộ này là lần đầu tiên đề cập đến những ghi nhận việc CIA có mặt trong cái cuộc biểu tình hỗn loạn, sau đó là bạo loạn tại điện nhà Capitol vào ngày 6 tháng 1. Như vậy CIA mà xuất hiện tại đó thì có nghĩa rằng là gì? Họ đã biết được những chuyện gì mà thật sự họ đang che giấu công chúng của chúng ta. Như vậy tại sao mà có CIA xuất hiện tại đó mà họ vẫn để cuộc bạo loạn đó diễn ra tại điện Capitol với mục đích gì? Hai quả bom ống được phát hiện gần tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng 1. Một quả bom ở con hẻm giữa câu lạc bộ Capitol Hill, tòa nhà Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa, quả còn lại trong bụi rậm phía tây nam của tòa nhà Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ. Bất chấp cuộc điều tra liên bang kéo dài 3 năm và đề nghị tưởng thưởng $500,000 vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện. Danh tính của hầu hết
Những người tham gia tin nhắn trong nhóm này được chuyển đã được biên tập lại trong hồ sơ được chuyển cho Fidi Shirawas, một cái tên trong chuỗi tin nhắn của ông trên MacBedick, chỉ huy ứng phó biến cố tại ATF. Tại qua trình đấu vào ngày 6 tháng 1, người sau đó trở thành một trợ lý cảnh sát trưởng của lực lượng cảnh sát quốc hội vào ngày 12 của 2023. Theo thông tin cập nhật gửi qua chuỗi tin nhắn, có rất nhiều sự nhầm lẫn xung quanh quả bom ống và liệu những quả bom này có phải là thiết bị nổ duy nhất được cảnh sát tìm thấy hay không. Khoảng 1 giờ 21 phút chiều, có người nhắn tin. Người liên lạc với tên nhân vật bị môi đen FBI đang báo thêm có 3 thiết bị có thể trong tổng số 5 trường hợp hiện tại. Một thông báo tiếp theo cho biết một trong những thiết bị này là ở cổng nhà máy điện Power Plant số 25 đường South East. Lời trình bày thiết bị Power Plant này quá ra là vô căn cứ. Một tin nhắn cập nhật khác có nội dung xin lỗi. Thông tin đã được cập nhật hai thiết bị tại RNC và DNC. RNC là ủy ban quốc gia của đảng Cộng Hòa, DNC là ủy ban quốc gia của đảng Dân Chủ. Một khoảng thời gian ngắn sau, một tin nhắn khác cho biết giao thông đường sắt đã được cho dừng hoạt động. Không rõ tin nhắn được gửi vào thời gian nào, nhưng video an ninh cảnh sát quốc hội mà tờ báo The Epoch Times xem được. Các chuyến tàu vẫn tiếp tục chạy đến và đi từ ga Union Station trên đường ray phía sau của tòa nhà DNC, ngay cả khi quả bom tại DNC được phát hiện vào lúc 1 giờ 05 chiều. 1 giờ 20 phút chiều, một đoàn tàu nội vùng đi về hướng Tây, 13 toa khách chậm chậm đi qua. Một đoàn tàu êm trắc về hướng Đông kéo 7 toa khách cũng đi qua DNC vào lúc 1 giờ 22 chiều. Các tin nhắn gợi ý rằng một số câu hỏi liệu việc những quả bom ống có phải là mối đe dọa thật sự hay không. Cuối cùng thì trong các thiết bị đó có gì? Một tin nhắn hỏi có phải là thật hay không? Một vài nhầm lẫn về số lượng thiết bị có thể là do một chiếc xe bán tải GMC màu đỏ được phát hiện chứa đầy súng đạn dược, dao rửa, lọ xăng đậu đối diện câu lạc bộ Capitol Hill, nơi quả bom ống đầu tiên được phát hiện lúc 12 giờ 43 phút chiều. Chủ nhân của chiếc xe tải đó là ông Lonnie Laurie Coffin ở Alabama, đậu xe vào 9 giờ 15 phút sáng đi bộ đến Ellipse để nghe Tổng thống Trump diễn thuyết. Sau đó ông quay lại lấy cái chiếc xe tải của mình và phát hiện khu vực này đã bị cảnh sát phong tỏa do có bom ống theo hồ sơ của tòa án. Cảnh sát đang rà soát khu vực gần xe tải của ông Coffin thì nhận thấy một khẩu súng trên cái ghế trước của xe tải. Khi khám phá chiếc xe tải, cảnh sát tìm thấy một khẩu súng lục 9 ly, một khẩu súng trường M4 và một khẩu súng săn và hàng trăm viên đạn băng đạn cỡ lớn, thiết bị tạo khói ngụy trang và một khẩu súng gây choáng váng. Trong thùng nắp xe của chiếc xe bán tải này, cảnh sát tìm thấy một tủ đông lạnh chứa 11 lọ Mason chứa đầy xăng và bọt polystyrene nấu chảy và các đặc vụ liên bang khi bắt lửa. Chất lỏng này có tác dụng tương tự như là bom. Trên nắp của những chiếc lọ này có những lỗ hổng được đục và lỗ hổng được bịt bằng những chiếc ốc đỡ cỡ cọc để phát bóng chơi golf. Hồ sơ tòa án cho biết chiếc xe này còn chứa giả lao vải và bật lửa để pha và thắp sáng các lọ. Ông Coffman đã bị bắt vào tháng 4 của 2022, bị kết án 46 tháng tù liên bang vì tàng trữ những thiết bị gây cháy và sở hữu một kho vũ khí. Hồ sơ cho thấy ông được thả khỏi cục nhà tù vào ngày 2 tháng 10 của 2023. Như vậy những con người này thật sự có phải là đặc vụ chìm của FBI hay không? Và tại sao 46 tháng tù mà lại được thả khỏi nhà tù vào ngày 2 tháng 10 của 2023? Hồ sơ của Fiduciary Watch đặt ra câu hỏi về mức độ phổ biến của sự hiện diện của các lực lượng chấp pháp liên bang tại tòa nhà quốc hội ngày 6 tháng 1. Các đội chứng thực của FBI, Bộ An ninh Nội địa, ATF, Cảnh sát Trung đô và Cảnh sát quốc hội đã có mặt tại tòa nhà quốc hội để giúp giải tán người biểu tình. Khỏi tòa nhà khoảng 3 giờ chiều, video và hồ sơ an ninh cho biết. Các tin nhắn còn lại Fiduciary Watch thu được gồm những thông tin cập nhật về tình trạng càng xấu đi của tòa nhà quốc hội. Các sĩ quan chấp pháp như là LEO bị tấn công ở phía tây tòa nhà quốc hội bằng những mảnh hàng rào chắn. Một số sĩ quan bị thương, một tin nhắn là cảnh sát quốc hội đang gửi yêu cầu cứu trợ. Một tin nhắn khác cho biết là cảnh sát thủ đô MPD đã tuyên bố đây không phải là một cuộc biểu tình mà là cuộc bạo loạn tại tòa nhà quốc hội.
Các lãnh đạo của Hạ viện và Thượng viện được sơ tán khỏi tòa nhà Quốc hội khi tin nhắn cho biết họ cùng các thượng nghị sĩ và dân biểu khác được đưa đến căn cứ quân đội tại Fort McNair ở phía tây nam của Washington. Quốc hội được chuyển đến Fort Near, đó là một địa điểm thay thế để tiếp tục công việc của họ và Sebastian đang chuyển họ đến đó. Nói chung lại, đó là cả một câu chuyện mà chúng ta đặt câu hỏi về CIA có hiện diện tại đó để làm gì? Và tại sao những thông tin này bây giờ mới có và họ đã chối đẩy, chối đà là FBI và CIA không hề xuất hiện trong truyền hình ngày 6 tháng 1? Và nếu mà thật sự họ xuất hiện thì tại sao sự kiện này xảy ra? Và đó là chương trình của DLV News. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.